Đại Nam kính chào quý khán thính giả, kính thưa quý vị. Theo truyền thống hàng năm trong mùa lễ tạ ơn, Hội đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng đã tổ chức buổi dạ tiệc tạ ơn và gây quỹ với chủ đề Tri ân anh, người thương binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa vào chiều ngày thứ Sáu 23 tháng 11 năm 2018 tại nhà hàng Golden Sea, thành phố Anaheim, miền Nam California, với sự tham dự đông đảo các đại diện hội đoàn và đồng hương Quảng Nam Đà Nẵng. Trước giờ khai mạc, dù đang rất bận rộn, ông Đoàn Ngọc Đa, hội trưởng Quảng Nam Đà Nẵng và ông Nguyễn Văn Mỹ, một thành viên trong ban tổ chức, đã cho chúng tôi được biết. Kính thưa quý vị, hàng năm vào dịp lễ tạ ơn, Hội đồng hương chúng Quảng Nam Đà Nẵng chúng tôi có tổ chức buổi gây quỹ để giúp anh em thương phê binh vùng Quảng Nam Đà Nẵng. Năm nào cũng vậy, chúng tôi được sự ủng hộ nồng nhiệt của quý vị và chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị và chúng tôi đại diện cho anh em thương phê binh vùng Quảng Nam Đà Nẵng một lần nữa. Kính chúc quý vị mùa Giáng sinh, mùa lễ tạ ơn an lành. Thưa anh Nguyễn Văn Mỹ, thì cái sỉ số hàng năm mà Hội Quảng Nam Đà Nẵng giúp cho anh em thương phế binh tại quê nhà đó, thì cái sỉ số giúp cho những người bên đó khoảng bao nhiêu thưa anh? Dạ, thưa anh Nam, thưa quý vị khán giả, thì mỗi năm chúng tôi tổ chức giúp cửa được trên 500 người thương phế binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa ở vùng Quảng Nam Đà Nẵng. Những người đó thật sự là bị cụt tay, cụt chân hoặc là bị mất rất là nhiều của phần thân thể. Và cái số tiền của đó chúng tôi không có giúp được nhiều, nhưng mà rất là to lớn với những người đó, bởi vì ta ở vùng sâu vùng xa, cái rất là kinh tế ta rất hạn hẹp, do đó ta rất là mong. Chính vì vậy mà chúng tôi hàng năm chúng tôi tổ chức, và khi mà chúng tôi nhận được số tiền này là tất cả các anh HCO ở đây á, anh nhận cái mà anh giới thiệu những người HCO đó, những người thân mến bên đó, rồi anh gửi về tận tay. Do đó chúng tôi không có thất lạc và chúng tôi cần sự ủng hộ của tất cả quý vị. Nếu mà quý vị giúp đỡ thêm thì các anh được thêm, còn chúng tôi chỉ cái có giới hạn thôi, đó là trong cái phạm vi của Orange County thì có rất là có giới hạn. Dạ, xin cảm ơn. Dạ, thưa ông Đoàn Ngọc Đa, đây là lần thứ bao nhiêu hội đứng ra mà gây quỹ như vậy? Dạ thưa, đây là lần thứ 18. Dạ, chúng tôi đã làm trong 18 năm rồi, liên tục, năm nào cũng vậy, và năm nào cũng được sự giúp đỡ của đồng hương và quý vị mạnh thường quân. Dạ thưa ông, chúng tôi thấy nhiều hội đoàn sinh hoạt trong cộng đồng Việt Nam miền Nam Cali, thì ít có hội đoàn nào chúng tôi thấy được như Quảng Nam Đà Nẵng. Từ cái nguyên nhân như thế nào và sự kết hợp làm sao mà các ông có thể giúp đỡ cho một lúc mà khoảng một số người 500-600 người như vậy ngay từ lúc đầu, mà chúng tôi thấy đó là một điều rất khó khăn. Dạ thưa anh Nam và thưa quý vị khán giả, mỗi lần đầu tiên đó, bởi vì sau cái biến cố 911 chúng tôi cảm thấy mình phải cần làm cái gì, và từ đó thì chúng tôi bắt đầu là tổ chức trong nhóm rất là ít người. Là những năm đầu tiên tôi chỉ chắc gần 100, rồi lên 150, lên 200, 300, và bây giờ là lên trên 500, thì nó theo thứ tự hàng năm lên, bởi vì những người ta biết tin ở đây đã tổ chức như vậy thì ta có gửi thơ qua, và chúng tôi khi mà nhận được đó thì chúng tôi kiểm chứng kỹ lưỡng và chúng tôi gửi về, thì người ta bên đó người ta phải biết cái biên nhận rồi thì gửi qua lại đây và chúng tôi sẽ phúc đáp. Hy vọng là năm nay nếu mà có nhiều tiền thì chúng tôi sẽ tăng thêm lên cho anh em tương với vui cái Tết, có thể cái Tết được vui hơn. Thưa anh Đa và anh Mỹ, chúng tôi thấy Hội Thương Phế Binh và Quả Phụ Việt Nam Cộng Hòa có một chương trình mà theo chúng tôi gợi ý các anh có thể được giống như là làm cái chương trình đó ở bên hội hay không, cái là mỗi một gia đình giúp đỡ cho một thương phế binh. Tôi thấy chương trình nó rất hay, và các ông có thử kết hợp cái việc đó để làm cho hàng năm được. Về vấn đề và Phan Đại Nam nói thì rất là hay. Tuy nhiên liên lạc từng gia đình bên Việt Nam cũng là vấn đề rất là khó khăn thời buổi bây giờ, bởi vì có nhiều cái vấn đề mà chúng tôi rất là khó, vì vấn đề liên lạc và vấn đề về công an đồ ở bên đó làm khó dễ anh em. Cái đề nghị của anh cũng rất là hay, các gia đình ở đây giúp cho các thương phế binh cũng rất là tốt, nhưng mà công việc đó cần cái sự manpower, cần rất là nhiều người để cộng tác. Do đó chúng tôi, cái hội chúng tôi chỉ có vài ba bốn anh, ba bốn chục anh chị em làm cái việc này. Do thật sự chúng tôi bỏ tiền túi ra và quyên góp bà con, anh em, họ hàng, những người thân biết, thì những bạn bè, và đặc biệt là đồng hương ở đây chúng tôi hôm nay là mình có đến 400-500 người qua đây, thì hy vọng là mình gây được số quỹ nó tương đối dễ dãi và có thể là gửi giúp cho các anh thương phế binh ở bên Việt Nam Cộng Hòa,
bên vùng Quảng Nam Đà Nẵng này. Kính thưa quý khán giả, chúng tôi cũng được biết là hàng năm Hội Quảng Nam Đà Nẵng cũng bỏ ra một số tiền cũng giúp cho chương trình đại nhạc hội Cảm ơn Anh như vậy hàng năm như vậy phải không thưa ông ấy? Dạ thưa đúng vậy, chúng tôi cũng ai mà nói chung là bất cứ cái tập thể nào mà giúp thương binh chúng tôi đều ủng hộ hết, bởi vì mình có qua có lại mà mình giúp nhau, có thể vùng Quảng Nam Đà Nẵng rồi có người ở Sài Gòn, có người Cần Thơ, có người ở Biên Hòa, có người ở tất cả các nơi khác, thì đó là một cái điểm rất là tốt. Tôi cũng hy vọng tất cả các đồng hương khác cũng là như vậy, thì mình có dịp để mình san sẻ bớt gánh nặng cho từng cái hội đoàn. Dạ. Thưa ông Đoàn Ngọc Đa, nhân dịp chúng ta đang nói chuyện với quý khán giả và chương trình này cũng có thể là ở bên Việt Nam người ta cũng theo dõi. Vậy nhân cơ hội này, ông có lời gì mà chia sẻ cái mùa lễ tạ ơn với các thương phế binh còn lại tại quê nhà? Kính thưa anh em thương phế binh tại quê nhà, chúng tôi, những người đã mang ơn các anh đã hy sinh vì Tổ quốc, hy sinh một phần thân thể cho Tổ quốc, chúng tôi luôn luôn nhớ ơn các anh, và đó là cử chỉ cao đẹp mà các anh đã hy sinh. Xin cảm ơn sự chia sẻ của hai ông. Dạ, xin cảm ơn anh Nam. Đặc biệt là chúng tôi, là tôi có đi vài ba năm lính, mà cái lính huy hiệu của lính là Tổ quốc, danh dự và trách nhiệm. Các anh đã hy sinh một phần thân thể cho quê hương đất nước, thì chúng tôi phải có bổn phận, phải có trách nhiệm để mà không có bao nhiêu nhưng mà có cái trách nhiệm để mà cố gắng làm những công việc để mà xoa dịu bớt cái nỗi khổ đau của đường chừng nào hai chừng đó. Dạ, đó là tâm niệm của chúng tôi. Dạ, xin. Dạ. Xin kính chào quý khán thính giả và kính chúc một mùa lễ tạ ơn an lành và hạnh phúc. Chương trình sau đó đã được bắt đầu với nghi thức chào cờ khai mạc do ông Huỳnh Tuấn phụ trách, và tiếp theo hai MC Bích Ngọc và Thanh Hoài đã giới thiệu phần ngỏ lời chào mừng cũng như nói về mối ưu tư tình hình đất nước của ông Đoàn Ngọc Đa, Hội trưởng Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng. Hội Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng vào dịp lễ tạ ơn có tổ chức dạ tiệc không ngoài hai mục đích: cảm ơn đất nước Hoa Kỳ và tri ân anh em thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Kính thưa quý vị, đất nước Hoa Kỳ là một miền đất hứa đã cưu mang chúng ta trong những ngày ly hương tị nạn cộng sản. Đất Hoa Kỳ là miền đất hứa cho tương lai của con em chúng ta. Kính thưa quý vị, tiếp theo chúng ta tri ân các anh em thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh một phần thân thể cho Tổ quốc. Sự hy sinh vô bờ bến và thiêng liêng đó là chìa khóa, là kim nam châm để giữ gìn Tổ quốc. Kính thưa quý vị, từ ngày Cộng sản tiến chiến miền Nam, đất nước ta trở nên điêu linh, mất dần biển, đảo và đất liền. Từ Bầu Xích Tây Nguyên đến Formosa Hà Tĩnh, rồi đây cái gọi là đặc khu kinh tế tại Vân Đồn, Nha Trang và Phú Quốc. Đặc khu kinh tế chính là hình thức nhượng địa, có nghĩa là bán dần đất đai Việt Nam cho Tàu Cộng. Kính thưa quý vị, nếu chúng ta đặt niềm tin không đúng chỗ thì đất nước sẽ rơi vào tay ngoại bang. Những người Cộng sản Việt Nam đã tin theo chủ thuyết các Mác Lênin là chủ thuyết bèo bọc rác rưởi không đáng để chúng ta đem vào nước Việt Nam. Và nếu tiếp tục sống với chủ thuyết đó thì một ngày đất nước chúng ta sẽ rơi vào tay ngoại bang. Kính thưa quý vị, đứng trước cái sự băn khoăn của Tổ quốc, một cô giáo ở Hà Tĩnh có viết rằng: đất nước mình sẽ rơi về đâu? Anh không biết, em làm sao biết được? Câu hỏi gửi trời xanh, gửi người sau người trước, ai trả lời dùm đất nước sẽ về đâu? Kính thưa quý vị, đất nước sẽ về đâu? Đất nước chúng ta do chính chúng ta quyết định. Đất nước chúng ta là một nước hùng cường. Chúng ta đã kiên trì đánh giặc ngoại xâm bao nhiêu thế hệ. Ngược dòng lịch sử, Hai Bà Trưng đã ý thức được Bắc thuộc và đã nổi lên đánh quân Tô Địch. Và cái gương sáng của Hai Bà Trưng vẫn muôn đời.
đến nỗi chúng ta vẫn còn ngang văng vẳng đâu đây. Cộng đồng Đông Hán tìm đâu thấy, chỉ thấy Tây Hồ bóng nước gương. Đó là gương cao đẹp của Hai Bà Trưng. Tiếp theo, chúng ta biết rằng danh tiếng không thể nào quên được. Danh tướng Lý Thường Kiệt đã nói rằng: Nam quốc sơn hà, Nam đế cưng. Một tổng thống Hoa Kỳ đến Việt Nam cũng nhắc lại lời nói này, vì thấy Tàu Cận có ý xâm lăng nước ta, cho nên ông Obama cũng đã nói: Nam quốc sơn hà, Nam đế cưng. Chính vì sự tin tưởng mãnh liệt và niềm tin nhiên tức thắng tất thắng của dân tộc, cho nên Đức Trần Hưng Đạo khi hành quân đánh quân Nguyên đã chỉ vào dòng sông và nói rằng: Nếu ta không thắng được quân giặc thì ta không trở lại dòng sông này. Và Đức Trần Hưng Đạo đã thắng quân giặc đến 3 lần. Chính vì niềm tin tất thắng của dân tộc, cho nên vua Quang Trung, Bắc Bình Vương đã vượt núi rừng để đánh 200.000 quân Thanh, 20 vạn quân Thanh ra khỏi bờ cổ. Chính vì những niềm tin đó mà gần đây nhà cách mạng Nguyễn Thái Học trước máy chém sắp sửa rơi đầu vẫn tuyên bố Việt Nam muôn năm. Và gần đây nữa, Trung tá Nguyễn Văn Thà và các anh em chiến sĩ hải quân đã vui thắng trong biển cả để bảo vệ Tổ quốc. Kính thưa quý vị, nước chúng ta là nước hào hùng. Nước chúng ta sẽ đi về đâu? Hỡi cô gái Hà Tĩnh, người em gái thân yêu của chúng ta, đã nói lên: Đất ai hỏi giùm tôi đất nước sẽ rơi về đâu? Đất nước là do chính chúng ta quyết định. Chúng ta không thể nào phụ ơn tổ tiên và phụ công của những anh em chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh thân xác cho Tổ quốc. Một lần nữa, chúng tôi mong rằng quý vị có nhiều lòng hảo tâm ngày hôm nay để giúp một phần trong những cơ cực của anh em đã hy sinh xương máu cho Tổ quốc. Chúng tôi không có giờ nhiều để nói về Tổ quốc. Mong rằng tất cả chúng ta ở đây đều một lòng và tin, niềm tin tất yếu phải thắng, và đất nước chúng ta sẽ không bao giờ mất về tay mọi bên. Thân ái kính chào quý vị.